bắt được con hổ đã giết chết một dân làng. Một con hổ hoang dã đã bị bắt ở Raisen, Madhya Pradesh, Ấn Độ sau khi nó giết chết một dân làng vào tháng 5. Đoạn phim ghi lại ngày 13 tháng 6 cho thấy các quan chức lâm nghiệp đang chở con hổ đã được gây mê vào chuồng trên một chiếc xe. Hiện con hổ đang được kiểm tra sức khỏe tại khu bảo tồn hổ Sakura và sẽ được thả trở lại tự nhiên sau 5 đến 6 ngày theo dõi. Theo các quan chức lâm nghiệp, con hổ đã lang thang trong khu vực trong vài tháng qua và gây ra sự sợ hãi cho người dân địa phương. Vào tháng 5, con hổ đã tấn công và giết chết một dân làng. Để bắt con hổ, một đội quân gồm 100 người đã được triển khai đến khu vực này. Họ đã sử dụng năm con voi và hơn 170 camera để theo dõi chuyển động của con hổ. Cuối cùng, con hổ đã được phát hiện gần rừng Surai và bị bắn thuốc mê, khống chế việc bắt được con hổ này là một sự an ủi đối với người dân địa phương những người đã sống trong lo sợ trong nhiều tháng qua tuy nhiên các quan chức lâm nghiệp cảnh báo người dân không nên đến gần khu vực rừng rậm và nên báo cáo cho họ nếu họ nhìn thấy bất kỳ con hổ nào khác